sinh viên Thành Quốc rồi đây. Wow. Trần Minh Hoàng, bạn này thì có một cái điều rất là đặc biệt là toàn bộ cái vùng xương hàm dưới và xương vùng cằm bạn bị lệch sang bên trái. Và toàn bộ cái xương gần như là xương góc hàm và toàn bộ cái nửa xương vùng mặt bên trái là có vẻ lép hơn so với bên phải. Chính vì vậy cho nên là đây cũng là một thách thức đối với phẫu thuật viên chúng tôi. Làm sao mà phẫu thuật cái xương hàm trên, xương hàm dưới và xương vùng cằm để trở lại được cái hình dáng và cái cân đối giữa bên trái và bên phải. Sau khi thăm khám thì bác sĩ có nhận xét ca của mình là ca khó. Nếu ca phẫu thuật thành công thì đây là một bước ngoặt thay đổi ngoạn ngục. Mình rất là hồi hộp và lo lắng, không biết sẽ như thế nào. Nhưng mình sẽ cố gắng giữ vững tinh thần và chiến đấu tới cùng. Cái thách thức của đối với trường hợp Trần Minh Hoàng này, chúng ta không những can thiệp về xương hàm trên, xương hàm dưới về cái chiều trước sau, mà hiện tại là cái xương hàm dưới và xương cằm, vùng cằm nó bị lệch xoay hẳn sang bên trái, đúng không ạ? Chúng ta phải Dr. William có phân tích sâu hơn về cái... Với trường hợp bạn Minh Hoàng này thì khi khám thì các bác sĩ hội chẩn và đánh giá là cái xương hàm dưới của bạn bị xoắn vặn toàn bộ và lệch toàn bộ khớp cắn. Nên khi mình chỉnh thì mình sẽ phải cân chỉnh lại toàn bộ trục khuôn mặt cho khách hàng thẳng hơn. Và cái về chức năng ăn nhai của bạn sẽ sau sẽ mình phải chỉnh nhai để cho chức năng ăn nhai sẽ tốt hơn. Bác Kim cho ý kiến về khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, xem thí sinh này trải qua những phẫu thuật tương đối lớn và thách thức về mặt xương, xương hàm trên, xương hàm dưới, xương vùng cằm, không những thay đổi về cái đẩy về trước sau mà còn đẩy cả sang bên phải để cho nó khuôn mặt của thí sinh cho nó cân đối hơn về mặt xương, đúng không ạ? Thí sinh Trần Minh Hoàng này thì thực tế cái phẫu thuật này rất là khó. Thời gian phẫu thuật có thể tới 6 tiếng. Chào chị. Chị có đang làm lỡ mất phần biểu diễn của em không? Dạ không ạ, em tự luyện tập à? Vâng, em tập luyện cho sức khỏe mỗi ngày mà. Hôm nay thì thay mặt cho chương trình, chị Linh tới thăm nhà Trung và thăm Hoàng với hai mục đích. Mục đích thứ nhất, hỏi thăm sức khỏe của em, xem là đã thích nghi với nhà Trung chưa, và lúc này thì cảm xúc sau hàng loạt những đợt thăm khám như thế nào. Sau khi thăm khám thì em cũng rất là hồi hộp và lo lắng vì em bác sĩ có nhận xét em và em bị tim mạch đập chậm, nên em cũng hơi lo lắng về phần đó. Mạch đập chậm, nhưng nguyên nhân đến từ đâu? Các bác sĩ có giải thích cho em không? Em cũng không rõ lắm ạ. Nhưng nó có ảnh hưởng gì lắm không? Bác sĩ nói là nếu mà mạch đập chậm chưa 40 thì có thể khó cho ca phẫu thuật. Có khi nào do vấn đề tâm lý nhỉ? Dạ em cũng nghĩ vậy. Quá lo lắng quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, chị nghĩ là như thế. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ thứ hai nhá. Nhiệm vụ thứ hai nằm ở chiếc phong bì này. Nó là của em. Em mở ra đi. Lâu lắm mới nhìn thấy một chiếc điện thoại đúng không? Yeah. Vào nhà Trung là bị tịch thu điện thoại, không có nhìn đến điện thoại rồi. Bây giờ có điện thoại rồi mà điện thoại có sóng, có mạng đàng hoàng. Sẽ gọi cho ai?
Em sẽ gọi cho mẹ em. Gọi cho cô giáo nghiêm khắc nhất của cuộc đời em đúng không? Dạ. Em gọi đi. Hello mẹ. À, con. Mẹ mới... Mẹ hát. Dạ con vẫn khỏe. Ba mẹ khỏe không? Khỏe. Ba mẹ đang ở đâu đó? Đang ở nhà chị Hai. Dạ. Đang làm gì đó? Con được nhận điện thoại từ chương trình và gọi điện hỏi thăm bố mẹ nè. Con luyện tập đi không? Dạ có. Luyện tập cái thể thao rồi đều đều phải không? Dạ. Chắc là giống như quân đội ấy hả? À, thoải mái hơn chứ. Thoải mái hơn. Dạ. Bị khi nào lột xác chưa? Dạ, con chưa, con đang hồi hộp lo lắng lắm. Mình thì bây giờ là mình đã chẳng định như vậy thì mình cứ yên tâm mình làm. Không, nhưng mà quan trọng còn là sức khỏe của con nữa. Sức khỏe cho nên là con cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà làm được cái đó. Dạ. Trong thời gian này thì con phải cố gắng này ăn uống giữ gìn sức khỏe này. À, dạ. Dù sao nữa thì ba mẹ rồi anh chị đây này, có chị Hai này này thấy không? À, luôn là ở bên cạnh con, luôn luôn là hỗ trợ cho con. Cho nên là con cứ yên tâm. Dạ. Cố gắng và giữ gìn sức khỏe để có một cái tinh thần tốt nhất để chờ đón cái sự lột xác này. Dạ. Mẹ là hy vọng rằng là sau khi cuộc hành trình này là con sẽ có một bước tiến mới và con sẽ tự tin hơn và con sẽ được tỏa sáng hơn. Dạ. Yeah. Thôi mẹ, ba mẹ giữ gìn sức khỏe nha, con hết thời gian rồi. Dạ. Dạ. Con hết dạ. Cố gắng nha. Dạ. Chúc con nha, tạm biệt nha. Dạ. Bye bye gia đình. Sao Hoàng, sau khi nhận món quà thứ hai xong thì em thấy thế nào? Em cảm thấy rất là vui và xúc động vì sau mấy ngày không được gặp gia đình. Bây giờ là công việc thứ ba của chị, nằm ở cái phong bì này. Khi đưa cái phong bì này có chiếc điện thoại thì chị biết em sẽ vui, em sẽ có thêm sức mạnh tinh thần vì em sẽ có cơ hội kết nối với gia đình. Nhưng cái thứ ở trong phong bì này, chiếc phong bì thứ hai thì chị không biết chắc chắn rằng nó có khiến em vui không. Ở trong này là kết quả các bác sĩ dành cho em. Nó có thể là một lời đồng ý, em đủ điều kiện sức khỏe. Em nói rằng, lúc nãy em nói rằng nhịp tim của em hơi chậm đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Tuy nhiên vẫn có thể khắc phục được và em đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật. Dạ. Yeah. Một là như vậy. Hai, câu trả lời sẽ là không. Rất tiếc bạn không đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian sắp tới với hành trình lột xác 2019, bạn hãy trở về nhà tiếp tục nuôi ước mơ của bạn. Và hãy trở lại chương trình vào một dịp khác. Dạ. Yeah. Với một cơ hội khác. Nếu là trường hợp thứ hai thì Hoàng sẽ nói gì? À, nếu là trường hợp thứ hai thì em cũng chúc các bạn mà đủ điều kiện để phẫu thuật thì sẽ có những sức khỏe tốt hơn, tinh thần ổn định hơn và sẵn sàng cho ca phẫu thuật sắp tới. Còn Trần Minh Hoàng thì sao? Em thì em sẽ về nuôi ước mơ của mình hơn và tham gia vào lần sau. Bây giờ thì em sẽ đến với kết quả của mình nhé. Dạ vâng. Có hồi hộp giống như bước lên một sân khấu lớn biểu diễn trước hàng triệu khán giả không? Dạ hồi hộp gần hơn gấp 3 lần. To chị lên nghe với nhé. Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cảm ơn chị. Thầy thở một cái thở phào nhẹ nhõm đúng không? Dạ. Yeah. Rồi cảm thấy như là có cánh ở trên vai rồi, sắp bay lên rồi đây đúng không? Dạ. Yeah. Chị chúc mừng Hoàng nhé. Dạ yeah, em cảm ơn chị. Cố gắng nhé. Dạ. Yeah. Chúng tôi vừa thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp cho bạn Trần Minh Hoàng. Bạn có khuôn mặt bị lệch, làm biến dạng toàn bộ
cái khuôn mặt của bạn, cái cục của khuôn mặt là xoay sang bên trái. Và chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cái hàm dưới và phẫu thuật chỉnh hình dưới cằm để xoay lại cái cục của khuôn mặt của bạn, để chỉnh cho khuôn mặt của bạn cân đối thẳng với cục. Ngoài ra thì bạn ấy có một cái hình dáng khuôn mặt của móng, nó sẽ khớp cắn cá spa với bạn ấy đưa ra trước, và chúng tôi phải phẫu thuật để đẩy cả cái lùi cái khối hàm dưới ra sau để cân chỉnh lại cái khuôn mặt của bạn, đặt lại như vậy cái khớp cắn của cái suy yếu. Chúng tôi vừa kết thúc ca phẫu thuật của bạn Trần Minh Hoàng với cái tình trạng cái khuôn mặt của bạn ấy có cái xương hàm dưới vẹo rất là nhiều so với đường thẳng đi qua giữa mặt. Thì để tiến hành cái ca phẫu thuật này thì chúng tôi đã phải chụp những phim X-quang và dựng hình 3D, và trên các cái bước dựng hình 3D thì chúng tôi đã có những cái bước phẫu thuật trước ở trên cái mô hình để đảm bảo cho sau phẫu thuật bạn ấy có một cái gương mặt tương đối nhất. Sau khi phẫu thuật xong thì ngày thứ nhất là nỗi ám ảnh của mình vì nó rất là đau và nhức. Nhưng sang ngày thứ hai thì bắt đầu đỡ dần và mình có thể nói chuyện được. Nhưng hàm dưới của mình thì hơi tê và nhức. Các điều dưỡng và bác sĩ cũng chăm sóc tận tình và chu đáo. Thì mình đi lại bình thường. Mình nhìn vào gương thì mình cảm thấy gương mặt mình cân đối hơn và hoàn chỉnh hơn. Mình rất là vui, cho nên những nỗi đau thì nó nhẹ bớt đi. Và bắt đầu sang ngày thứ ba thì hoàn toàn thì rất là khỏe. Trời. Wow. Tại sao lại có diễn viên Hàn Quốc vào đây? Wow. Hân nó xin yo. Không thật mà, đúng Hàn Quốc thật. Không chứ hồi nữa trông như là Nick Kun á. Ôi. Nhé. Quay qua đây xem nào, xem bên kia. Lại còn làm cái tóc quá quá nghệ sĩ đó. Đâu trông như hoàng tử thì chết rồi, tôi bị rung động rồi. Ôi. Chết rồi. Trời. Thực sự có hẳn luôn á. Nhé. Dạ. Thôi ghê, nhìn tại sao lại có thể không phải nói là đẹp đẹp, cái này là đẹp thật lòng luôn đó, chứ không phải khen là kiểu như khen khen cho có đó, hay là khen ngồi trong chương trình đó. Nói thật bây giờ tư vấn không biết tư vấn gì cho em bây giờ. Tư vấn gì cho em? Anh tưởng tượng cái ngày em về quê chắc chấn động lắm nhỉ. Em hãy làm một cái cú mà bất ngờ đi, đừng báo trước gì hết, đừng báo cho bất cứ ai á. Hạ cánh xuống đó là âm thầm đến. Anh bây giờ anh vẫn còn sốc, bởi vì không nghĩ là người trên hình này và người ngoài này là một. Vấn đề là thay đổi ngoại hình thì có thể làm được, nhưng mà ở đây nó lại là thay đổi ngoại hình và thay đổi cả thần thái, đúng không? Cái trường hợp này hơi lạ. Mà em một câu hỏi gì cần mọi người tư vấn không? Thắc mắc hay là vẫn còn chăn trở gì không? Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong thì da em nó nổi mụn mà em không kiểm soát được luôn. Sau khi phẫu thuật xong là da nổi mụn không kiểm soát thì hồi nãy chị có nghe bạn kia và chị nghĩ là cũng đúng là do việc em dùng kháng sinh. Mà chị nghĩ là cái việc kháng sinh nó gây tác động đến da rất là nhiều, cho nên là cái đầu tiên chị nghĩ là em nên uống nhiều nước. Còn lại thì cái quan trọng là giữ da mặt sạch. Đi về nhà, nhất là khi có make up rồi lại còn thích làm mẫu ảnh hay dancer thì là make up rất là nhiều. Thì khi mà về nhà thì nhớ là phải tẩy trang và dùng sữa rửa mặt sạch, và sau đó thì có một cái lớp dưỡng da cho da của mình nó mềm mại và nó có độ ẩm. Nói chung tương lai của em rực rỡ hơn cả anh với Hoàng Cu cộng lại, bởi vì vừa đẹp trai lại vừa vũ công giỏi nữa.
Cái con người mê trai nhất ở đây. Em tưởng là em, hóa ra là anh cơ đấy. Đấy, còn về phong cách ngoại hình thì anh nghĩ là mái tóc này khá hợp với em hiện tại rồi. Nhưng mà mình sẽ tỉa lại một chút phần xung quanh cho nó bớt cái phần chờm ở tai. Rồi ngoài ra thì cái phần nếu em để tóc dài thì em sẽ tạo được rất nhiều kiểu khác nhau. Em sẽ thay đổi được rất nhiều kiểu đó, hoặc là có thể thay đổi một chút về màu sắc. Ví dụ mình đang là màu tóc đen tự nhiên thì mình có thể nhuộm sang tông màu sáng hơn, màu nâu chẳng hạn, thì sẽ là một cái thay đổi khác. Và mà khi mà em đã nhuộm tóc rồi thì mặt em lại còn sáng nữa. Đấy, còn về phong cách quần áo thì anh nghĩ lại bản thân em cũng là một người mà có cá tính riêng, có một cái phong cách quần áo riêng, thế nên là sẽ không, anh nghĩ là anh sẽ không phải là đưa đến cho em một cái phong cách mới, mà anh nghĩ là mình sẽ cùng nhau để có thể là chỉ cho em những cái này là chưa ổn hay cái này ổn rồi và em cần giữ ra sao. Dạ thì phong cách của em là đa phong cách, em có thể kết hợp nhiều cái lại với nhau, nhưng mà hiện tại thì em đang theo phong cách lịch lãm theo kiểu Hàn Quốc. À, nếu em thích phong cách Hàn Quốc thì em mặc giống anh đi đây này. Hay là mình mặc bộ màu hồng được không? Rất đẹp trai mà. Cho khác anh một tí, không có lại giống anh lại anh bị thua mất. Thì thật ra thì với phong cách lịch lãm của em với một gương mặt baby này thì em hoàn toàn em có thể mặc được tất cả các loại trang phục. Em không có cái gì mà em phải tránh né hay là phải sợ sẽ mặc một bộ trang phục nào hết, bởi vì anh tin chắc là với cái ngoại hình của em thì em mặc bộ trang phục nào cũng đẹp, và thậm chí em mặc một bộ quần áo xấu thì nó cũng sẽ giúp là bộ quần áo đấy trông đẹp hơn. Đấy, nhưng mà ví dụ như là phong cách nam mà kiểu lịch lãm mà lại trông baby lại hợp với em thì anh nghĩ là chúng ta sẽ mặc những bộ vest tông màu sáng, ví dụ như là màu kem, màu trắng, màu xanh nhạt, rồi màu hồng cũng đẹp. Đúng không? Với gương mặt baby này mà mặc một bộ màu hồng thì chắc chắn là các cô gái là đổ dập luôn. Đó, anh cũng rất thích một bộ màu hồng mà anh chưa dám mặc, bởi vì thứ nhất là anh cũng có tuổi rồi, cái thứ hai nữa mặt anh không còn baby nữa. Đấy, thì anh mong rằng là em sẽ mặc bộ này đẹp, đứng trên sân khấu đêm tỏa sáng và cho tất cả mọi người ở dưới và vỗ tay trầm trồ cho em. Và rất là mong là hẹn gặp lại em vào đêm tỏa sáng.
cùng là Hoàng mà sao Minh Hoàng với Lê Hoàng khác nhau thế? Hôm nay khác lắm. Một 10, một 9. Kia là 10, kia là 10. Đẹp trai quá đi thôi. Hoàng ơi, có thể đến gần hơn trên này với chúng tôi để chúng tôi được ngắm bạn không ạ? Minh Hoàng có thể chia sẻ một chút cảm xúc ngay lúc này của bạn không? Em xin chào tất cả mọi người khán giả trong trường quay và các anh chị. Thì cảm xúc của em lúc này thì rất là hồi hộp và lo lắng. Lo lắng? Dạ. Vì điều gì? Vì một phần là màn trình diễn của mình có ấn tượng với mọi người hay không và có thực sự tỏa sáng hay không. Mọi người có ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi của Minh Hoàng không ạ? Đó, câu trả lời đã rất rõ ràng dành cho bạn rồi đấy ạ. Thưa đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn còn nhớ ở cái vòng casting, vòng đối đầu loại trực tiếp ấy ạ, thì đạo diễn có nhận định về Minh Hoàng là bạn ấy là một con mồi béo bở dành cho các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, tức là một ca mà các bác sĩ sẽ rất hào hứng. Bây giờ thì nhìn thành quả của các bác sĩ, đạo diễn nghĩ sao về nhận định ban đầu của mình? Thì bây giờ tôi nghĩ ở đây không còn là con mồi béo bở của bác sĩ nữa, mà đây là con mồi béo bở của các cô gái. Vâng, trong tương lai đúng không ạ? Quả thật là quá đẹp trai luôn. Quá đẹp trai. Thậm chí cái ảnh chụp không đẹp bằng ở ngoài thật. Vâng. Bởi vì cái ảnh ở kia cái cằm hơi bị dài. Chứ vừa ở đây cái cằm rất là vừa, hơi lạ đúng không? Có thể cái ảnh ấy chụp bị trước rồi. Hoàng ơi, tỏa sáng hay không á, chị nói cho em biết lúc em vừa bước ra là một dàn các bạn gái ở đằng này là xôn xao, là phát điên lên vì em, giơ điện thoại lên. Chỉ có như thế thôi là em biết là mình tỏa sáng như thế nào rồi, nên là cứ tự tin lên nhá. Ở vòng loại thì tôi nhớ là giám khảo Lan Phương ấy, thì khi mà chưa có cái tín hiệu từ người dẫn chương trình là thời gian bình chọn bắt đầu thì Lan Phương đã chia sẻ là Lan Phương đã chọn ngay Minh Hoàng rồi. Bây giờ thì nhìn Hoàng trên sân khấu, Lan Phương cảm thấy mãn nguyện chứ? Phương cảm thấy là giá như mình chưa có chồng là nhảy xuống kia. Gia nhập hội luôn. Về phong cách thì sao ạ? Giám khảo Hoàng Cu sẽ đưa ra nhận xét cho Minh Hoàng. Thật ra ngày hôm nay bạn mặc một bộ trang phục rất là đẹp. Hoàng còn nhớ rằng là tập trước thì chúng ta đã có một cái phần mà trao đổi về phong cách ăn mặc rồi, và không ngờ rằng là ngày hôm nay bạn có thể khoác lên bộ trang phục và với một cái mái tóc, một màu tóc mới đẹp như thế này. Thực sự đây là một cái hình tượng mà đúng là kiểu một hình mẫu idol trong mơ của các bạn trẻ. Thực sự ngày hôm nay Hoàng rất là đẹp. Thưa bác sĩ Annie, là trong quá trình phẫu thuật cho Hoàng thì các bác sĩ có gặp phải khó khăn gì không ạ? Đối với trường hợp của bạn Hoàng thì bạn ấy sở hữu cái toàn bộ cái phần mặt ở hàm dưới nó bị lệch sang một bên rất là nhiều, và việc mình xoay để chỉnh lại cái độ cân bằng của hàm dưới thì mình cũng phải tính toán những bài tính toán rất là đặc biệt để sau này bạn ấy sở hữu gương mặt cân đối rồi bạn ấy cũng có thể ăn nhai được hay là hoạt động chức năng bình thường được. Có lẽ sau khi số phát sóng này được phát sóng tới khán giả truyền hình thì sẽ rất nhiều người xôn xao. Lại thêm một hiện tượng của hành trình đặc sắc năm nay. Bản thân bác sĩ Charlie Trần, bác sĩ có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình lúc này không ạ? Như anh Lê Hằng nói, đây là một con mồi béo bở của các bác sĩ. Đấy là cũng đúng. Nhưng mà thú thật là tôi là những người trong cuộc, những bác sĩ trong cuộc, thì mình nhìn thấy những thí sinh như thế và thực sự là lo lắng. Bởi vì cái khiếm khuyết trên khuôn mặt của bạn, đặc biệt là xương vùng hàm mặt, xương vùng hàm là rất lớn. Thành ra đứng trước đấy thì chúng tôi có những cái suy nghĩ về mặt chuyên môn là phải tác động những cái gì, có tác động được không, kết quả ra làm sao, cái sức khỏe của bạn có chịu được những cái phẫu thuật lớn đấy đi không. Trải qua gần 4 tháng chúng tôi chăm sóc bạn như thế, và bây giờ là bạn vàng đây. Không những về hình tượng, về khuôn mặt, về tất cả các thứ, mà chúng ta còn thấy rằng cái nét tươi vui, cái sự hân hoan từ bên trong thể hiện ra cái nét mặt của bạn vàng. Đó là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trực tiếp ngày hôm nay, không cần phải mồm mè, không cần phải nói nhiều lời gì cả. Chúng ta đều cảm nhận được như vậy. Thưa bác sĩ Charlie Trần, là có một thông tin này không biết bác sĩ có cập nhật được hay không, là ngoài việc là đẹp trai ngời ngời như bây giờ thì từ khi vào tham gia với hành trình lột xác ở nhà chung của chương trình đến bây giờ gần 4 tháng nhưng mà Minh Hoàng đã lên tới 6kg rồi ạ. So với cái ngày đầu chúng ta gặp bạn ấy rất là gầy đúng không ạ? Bây giờ thì một cái body rất là chuẩn, một hình thể rất là đẹp, một khuôn mặt thì tôi nghĩ rằng bạn cảm thấy hài lòng đúng không Hoàng? Bạn hài lòng với diện mạo hiện tại của mình hay không? Dạ, hiện tại thì em cảm thấy rất hài lòng về khuôn mặt của em, và em thích nhất ở điểm là có một cặp môi và hàm cân đối hơn và đẹp hơn rất là nhiều.
Điều đầu tiên sau khi rời chương trình này và trở về nhà, bạn muốn làm là gì hả Vinh Hoàng? Dạ, điều đầu tiên em trở về nhà là em muốn gặp gia đình và muốn ôm bố mẹ em. Vì bố mẹ em là người dạy dỗ em từ nhỏ đến lớn và là người động viên em, uống nắng em cho tới bây giờ. Và em rất biết ơn công lao của bố mẹ và... Chúng tôi tin là giây phút này thì chắc là Minh Hoàng cũng sẽ có đôi lời chia sẻ và muốn biểu lộ cái tình cảm của mình với tập thể các bác sĩ của bệnh viện Cang Nam, những người đã đồng hành ở bên bạn và chắp cánh cho ước mơ của bạn. Dạ, thì là đầu tiên em xin cảm ơn ban tổ chức chương trình, đội ngũ ekip và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam là người đồng hành theo em suốt một chặng đường vừa qua, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn và cho em những bài học bổ ích trong cuộc sống. Sự thì em không biết nói gì hơn và công lao của bác sĩ thì em sẽ ghi nhớ hết cuộc đời này và sẽ là một phần ký ức em không bao giờ quên. Xin cảm ơn Minh Hoàng rất nhiều. Cảm ơn bạn đã đến với Hành Trình Lột Xác 2019. Chúc bạn sẽ có một chặng đường mới trong cuộc sống, thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc với một diện mạo mới, giống như một trang sách mới của cuộc đời. Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi. Để tạo bất ngờ, chương trình đã hẹn gặp ăn tối với gia đình Minh Hoàng tại một quán ăn gần nhà. Toàn bộ máy quay được ekip giấu kín để bắt được cảm xúc của từng thành viên. Xuất hiện tại quán ăn lúc này là mẹ và chị gái của Minh Hoàng. Trong vai một nhân viên bồi bàn, Hoàng sẽ trực tiếp phục vụ bữa tối này. Lúc này, mẹ và chị vẫn mãi nói chuyện và không hề chú ý đến sự xuất hiện của Minh Hoàng. Khi đó là bắt đầu mình đi thi cả cái nhóm đi với Honda đó, xong rồi Thanh Duy ở trong Sài Gòn ra là cái nhóm này nó hay đi nhảy đó. Nó ở ngoài đi nó vẫn tập rồi để nhờ hồi hoài lên ra hạt ở nhà ở dưới chỗ. Ở lần xuất hiện thứ hai, Minh Hoàng đã cố ý làm đổ cốc nước trên bàn để gây sự chú ý. Cùng chờ xem phản ứng của mẹ và chị gái Minh Hoàng sẽ như thế nào. Lần này, trong vai một anh chàng quay phim, liệu bố Minh Hoàng có thể nhận ra con trai với diện mạo mới hay không? Cô thì... Cô trả lời. Cô thì lúc nào tìm cái chương trình của hành trình đấy mà có được cái gì đó là cũng ra cũng san sẻ cho nhau, cho ba mẹ cũng coi. Chú có nghĩa là nếu bây giờ mà Minh Hoàng cũng đã rất thay đổi rồi, cháu biết mình đi chú một điều như vậy, và nếu mà bây giờ gặp Minh Hoàng thì chú có nghĩa là chú không thể nhận ra Minh Hoàng không ạ? Vẫn có thể nhận ra. Chắc chắn nhận ra đúng không ạ? Vâng. Bất cứ đâu là chú có thể nhận ra Minh Hoàng, vâng. Dù có thay đổi như thế nào. Vâng, vẫn thay đổi như thế nào. Bởi vì là... con trai mình mà nó có một cái trạng thái nào đó để mà mình nhận biết được. Chú nghĩ là đặc điểm nào Minh Hoàng ấn tượng nhất để chú có thể đi đâu chú cũng có thể nhớ ra được em ấy ạ? Là Hoàng cả hay nhìn như cười thế này, cười thế này là có một cái động tác đấy. Vậy thì chú nghĩ thế nào nếu như bây giờ Minh Hoàng xuất hiện ở đây? Nhận ra chứ? Nhận ra chắc chắn. Phải như vậy, phải nhìn một chút mới nhận ra chứ. Vậy thì cháu lại tiết lộ thêm với chú một điều đó là bây giờ khoảng cách giữa chú và Minh Hoàng
À thế à? Này, ô con. Con, chỗ cha đây. À sao vậy? Con bán được cái. Châu chồng anh, ba cái tưởng là mọi người cũng tưởng nghe ai nói là một tháng nữa mới được gặp con. Dạ, chú thân đã gặp con đây rồi. Chồng quá. Bao bất ngờ. Thấy con nhìn đó là dài thì mình ôm chồng con trong lòng mình rồi. Không dám nhìn tiếp nữa, nhìn là quay xuống liền luôn. Là người trong đó là ơn, là thằng bờm mà, là em trai mà. Tuy nhiên không thể biết được là khi mà coi như gọi mọn ra thì bưng ra thì nghĩ là vội vàng bưng ra thì không có để ý. Mà không dám nhìn lên, chẳng hạn nhìn lại luôn là nhận ra rồi mà lúc đó là bị đơ cảm xúc luôn rồi. Khi đó là ôm con là coi được mắt khóc hu hu luôn. Hồi trước miệng lúc nào cũng miếm miếm rồi bị lật qua một bên lại. Bây giờ thẳng rồi, cái miệng dễ thương lắm. To cao hơn nè, coi như là đẹp trai hơn nè. Cười cũng dễ thương nữa. Mặt tròn ra mập ra và là mắt lại khác như gái đẹp trai. Là trong mấy phút còn lại á, mấy phút còn lại trước khi bỏ phiếu chắc là tôi sẽ phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Phương thấy mình quá may mắn cho với bạn ý. Cái vết sẹo trên mặt em đó là gây ra cái chết của bố em cách đây 12 năm. Nó ổn ánh là thay đổi suy nghĩ của mình. Giá như em bắt xe về thì bố em đâu có mất đâu. Hai con người, hai số phận nghiệt ngã, với khát khao mãnh liệt thay đổi ngoại hình để thay đổi cuộc sống. Em cần phải tha thứ cho mình trước. Cả thần thái khuôn mặt của em có thay đổi, em cũng không thay đổi cuộc đời của mình nếu như bên trong em không thay đổi. Ai sẽ là người giành được tấm vé vàng lột xác? Nguyễn Trang Nhung, cô gái hở hàm ếch đầy nghị lực, quyết tâm theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Hay bà mẹ đơn thân mạnh mẽ Nguyễn Thị Mai Dung? Câu trả lời sẽ có trong tập 5 Hành Trình Lột Xác, được phát sóng sau dịp Tết Nguyên Đán. Đón xem vào ngày 16 tháng 2 năm 2020 lúc 19 giờ trên kênh Today TV.